Xin chào các bạn. Trong xã hội ngày càng phức tạp, đặc biệt là tình hình kinh tế đang suy thoái như hiện nay, những kẻ bần cùng có thể làm liều bất cứ lúc nào, và bạn càng có nhiều tài sản thì độ bảo vệ và sự an toàn lại càng được đề cao. Chính vì điều đó mà những hãng xe không ngừng cải tiến và cho ra những mẫu xe bọc thép thượng hạng phù hợp với các khách hàng VIP. Và đương nhiên, nó sẽ không phù hợp với những thường dân như chúng ta, bởi giá trị lên đến hàng triệu đô. Hãy cùng Thế Giới Hôm Nay tìm hiểu qua về chiến siêu xe SUV bọc thép của giới siêu giàu trông như thế nào nhé. Và nếu có tiền, bạn sẽ mua chiếc nào thì comment dưới phần bình luận chia sẻ cùng mọi người biết nhé. Chiếc Ravani Vengeance. Chiếc đầu tiên trong danh sách mình muốn giới thiệu là Ravani Vengeance. Đây là chiếc siêu xe SUV với ngoại hình như xe quân sự và có thể chống được đạn của khẩu bắn tỉa Barrett huyền thoại. Chiếc xe được Ravani thiết kế một phần thân mới với các đường nét và mặt phẳng góc cạnh, mang lại một vẻ ngoài cứng cáp và hầm hố. Nhưng bên trong nội thất chiếc xe dựa vào thiết kế Cadillac Escalade cực kỳ sang trọng. Trong nhiều cuộc đột kích với bộ mâm 22 inch mặt kính kèm những chiếc lốp off-road có đường kính 35 inch, bên cạnh đó là hệ thống động cơ V8 6,2 lít siêu nạp, mang đến công suất lên đến 690 mã lực. Vengeance sẵn sàng cứu bạn khỏi xung đột một cách dễ dàng. Không chỉ vậy, khi bỏ ra thêm hơn 100.000 đô để nâng cấp lên gói Military Package, chiếc xe sẽ được bổ sung thêm các tính năng bảo vệ cực khủng như bộ vỏ bọc thép full xe, hệ thống kính cường lực có khả năng chống cả lựu đạn. Bên cạnh đó là hệ thống camera hồng ngoại quan sát vào ban đêm, hệ thống phòng thủ trước các cuộc tấn công sinh học. Chưa kể, bộ nâng cấp của xe cũng kèm theo các loại mặt nạ phòng độc, mũ bảo hiểm và áo giáp chống đạn, hoàn toàn đảm bảo tính mạng cho người ngồi bên trong. Một chiếc Vengeance cơ bản đã có giá khoảng 249.000 đô, nhưng sau khi được nâng cấp về độ bảo vệ cũng như nội thất bên trong, nó có thể đạt đến 700.000 đô, gần 17 tỷ đồng cho một chiếc SUV bọc thép. Incas Lexus LX600. Lexus LX600 đánh dấu một thế hệ mới trong dòng sản phẩm của hãng xe danh giá. Dựa trên động cơ 3,5 lít V6, công suất 409 mã lực, chiếc xe này mang đến một đẳng cấp mới về sự sang trọng và độ tin cậy cả trên đường trường và địa hình. Không chỉ vậy, Incas, một hãng xe chuyên độ xe bọc thép, còn nâng cấp nó lên một phiên bản đắt giá hơn. Họ đã triển khai bọc giáp toàn bộ cho xe theo tiêu chuẩn BR6. Điều này đồng nghĩa với chiếc SUV hạng sang có thể chịu được vụ nổ cùng lúc của cả hai quả lựu đạn cầm tay DM51, cũng như các cuộc tấn công liên quan đến súng trường, tấn công cỡ nòng 7,62mm. Tất cả các khe hở trên xe đều được chồng lên nhau để tăng cường bảo vệ và có đầy đủ các tùy chọn bổ sung như còi báo động, hệ thống PA, đèn nhấp nháy, lốp run flat, giúp xe vận hành thêm hàng chục km ngay cả khi bị đạn bắn phải, đi kèm mâm dày dặn và các tính năng chiến thuật khác theo yêu cầu của khách hàng. Từ đó, biến chiếc LX600 bọc thép trở thành giấc mơ, thành hiện thực đối với những người đang bị đe dọa tính mạng, mang đến cho nó sự bảo vệ toàn diện 360 độ, với đầy đủ các tính năng an toàn do Incas chế tạo đặc biệt. Command King. Một đại gia ở châu Phi đã mạnh tay chi 3,5 triệu đô, hơn 85 tỷ đồng, để đặt mua bản cao cấp của mẫu SUV Command King. Tuy có xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng Command King là mang hơi hướng đậm chất phương Tây với thiết kế hầm hố, mạnh mẽ và khoang nội thất xa hoa đến bất ngờ. Với chiều rộng 2,5m cùng cân nặng lên tới hơn 6 tấn, Command King được nhà sản xuất Trung Quốc trang bị bộ lốp cực khủng với mâm xe nhỏ, đi cùng bánh gai dày và to. Không chỉ vậy, xe còn được thiết kế để hoạt động trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ âm 40 độ đến 90 độ C. Chiếc SUV khủng còn sở hữu khối động cơ V10 6,8 lít với vận tốc cực khủng khi bị truy đuổi. Những người mua chiếc xe quái vật chống đạn này là các khách hàng đến từ những khu vực nguy hiểm như Trung Đông và Châu Phi, bao gồm những ông trùm bất động sản và những người buôn bán đồng hồ cao cấp ở Mỹ, những người luôn là tâm điểm của những cuộc đột kích bất ngờ. Rolls-Royce Cullinan. Nhìn vào thị trường SUV toàn cầu hiện nay, Rolls-Royce Cullinan đã và đang là một trong những mẫu xe tiền tỷ được nhiều đại gia bỏ tiền mua với giá khởi điểm là 335.000 đô, hơn 8,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Clarkson,
một công ty độ xe nổi tiếng đến từ Đức, đã tạo ra một chiếc Cullinan độc nhất với khả năng chống khủng bố cực khủng. Đại diện Clarkson cho biết, toàn bộ bên ngoài của chiếc xe bọc thép này được ốp bằng vật liệu đạn đạo nhẹ bao gồm cả mui và sàn. Kính cửa sổ cũng được gia cố nhiều lớp để mang lại khả năng chống đạn từ những cuộc tấn công súng trường trực tiếp. Clarkson cũng đã gia cố thêm hệ thống điều khiển điện tử, ắc quy và bình xăng để đảm bảo xe có thể tiếp tục vận hành trong trường hợp bị tấn công liên tục. Không chỉ vậy, xe cũng được trang bị hệ thống khóa cửa giúp niêm phong các cửa ra vào khi có sự cố, đảm bảo người bên trong sẽ không phải chịu một bất cứ tổn thương nào. Năm, Revani Tank X. Nếu bạn yêu thích dòng xe bọc thép của Revani nhưng Vengeance lại quá sức, thì bạn có thể tham khảo dòng Tank X này. Theo đó, Revani Tank X là một trong những mẫu SUV chống đạn mạnh nhất hiện nay. Tank được coi như là một chiến binh địa hình, đi đầu trong phân khúc xe địa hình sang trọng và mạnh mẽ. Nhưng Tank X lại khủng khiếp hơn, với động cơ V8, tăng áp 6,2 lít từ Dodge Challenger SRT Hellcat được đổ công nghệ siêu nạp để đạt mức công suất lên đến hơn 1.000 mã lực. Nó được nâng cấp về sức mạnh, ngoại hình lẫn khả năng bảo vệ người bên trong. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt to, ngay bên dưới là phần cản với kích thước lớn nhằm hấp thụ lực khi có va chạm xảy ra. Thân xe được dập thiết kế nhiều góc cạnh, nhìn từ bên hông, gây ấn tượng mạnh nhất chính là bộ mâm kích thước to lên đến 37 inch, gắn cùng bộ lốp đi địa hình. Bên trong mỗi bánh xe được trang bị phanh đĩa với kẹp phanh 8 piston. Ngoài việc sở hữu thiết kế hầm hố và sức mạnh thu dạn đỉnh cao hiện nay, Revani Tank X còn sở hữu những trang bị mà bạn không thể tìm thấy ở một chiếc SUV thông thường. Cụ thể, Tank X sau khi được nâng cấp sẽ có phần thân vỏ làm từ thiết giáp đạn đạo, hệ thống camera tầm nhiệt, khiên chống bom dưới gầm. Không chỉ vậy, xe còn có hệ thống bảo vệ EMP, một tính năng giúp người ngồi bên trong vẫn an toàn trước những cuộc tấn công bằng bom xung điện từ. Nhờ hàng loạt trang bị tối tân và không thể phủ nhận, Tank X là một cỗ máy chiến đấu chạy trên đường phố. Bốn, Mercedes G63 Atmore. Nhóm Atmore đã chế tạo chiếc Mercedes-AMG G63 này với gói áo giáp X7 hàng đầu với mức độ an ninh dành cho tổng thống. Toàn bộ vỏ thân được gia cố bọc thép cùng lớp kính cường lực cực dày để ngăn chặn những cuộc xâm nhập và tấn công không mong muốn như đạn và mảnh vụn nổ. Có thể bạn chưa biết, chiếc SUV bọc thép này có thể chịu được cấp độ B6 hoặc B7. Trong đó, cấp B6 cho phép chống lại các cuộc tấn công từ súng trường mạnh hơn AK-47, cấp B7 chống cả đạn xuyên giáp. Bánh xe và lốp xe được chế tạo để chịu được những cú va chạm trực tiếp từ hỏa lực của vũ khí nhỏ, đồng thời cho phép người lái thoát ra ngoài an toàn. Chưa kể, chiếc Mercedes G63 bọc thép này còn có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 4,5 giây. Tốc độ trên đường trường của nó có thể trở thành đối thủ thực sự của Bentley, Porsche hay Lamborghini. Hiện tại, mẫu xe bọc thép chống đạn tuyệt vời này đang được niêm yết với mức giá khoảng 1,2 triệu đô, tương đương 30 tỷ đồng. 3. USFV Reno GX. Hãng xe US Specialty Vehicle từng công bố chiếc Reno GX, một mẫu xe chống đạn dựng từ khung gầm của chiếc Ford F450 Super Duty. Sự tối ưu cho những đại gia cần sự an toàn và bảo vệ. Toàn bộ xe được bọc thép và có nhiều tính năng được nâng cấp, mà được đánh giá là siêu xe tốt nhất để sinh tồn đại dịch zombie xuất hiện. Bên ngoài thân xe, nó được thiết kế những tay nắm cửa và bề đạp, cho phép đoàn vệ sĩ có thể bám vào bên ngoài xe và bán yểm trợ khi bạn băng qua lãnh thổ không thân thiện. Cửa xe được bọc một lớp dày cộm, cân hết các loại bom đạn, kể cả là tên lửa cũng chả ăn thua. Xung quanh xe còn được lắp đặt dàn LED siêu sáng và camera nhiệt hồng ngoại. Nó khiến bạn trở nên an tâm khi lọt vào những nơi tăm tối không một ánh sáng. Bánh xe có thể là điều điên rồ nhất của mẫu xe, vì chúng có thể hoán đổi từ trước ra sau chỉ bằng cách xoay chúng lại. 2. Cadillac Escalade. Cadillac Escalade từng là món quà đặc biệt mà Ronaldo được nhận dịp sinh nhật của mình, bởi người yêu của anh đã cắt công chi tiền khủng để nhập nó vào châu Âu và tặng cho anh. Đây vốn là mẫu SUV phục vụ những quan chức, đại gia thường xuyên cần người bảo vệ nhờ cấu hình 7 chỗ thoải mái. Do đó mà những yêu cầu về độ an toàn cũng được đặt lên hàng đầu.
phát sinh từ nhu cầu thực tiễn đó. S-Amour đã cung cấp nhiều phiên bản chống đạn cho chiếc Cadillac Escalade. Mẫu SUV này được nâng cấp thay một mẫu xe bọc thép cấp B6, cung cấp khả năng bảo vệ gần như tuyệt đối dưới những cơn mưa bom đạn bất ngờ tấn công. Các lớp bổ sung giúp mẫu Escalade có khả năng chống chọi với mọi loại đá, đạn trên súng và các vũ khí khác bên ngoài như lựu đạn. Khoang hành khách và khoang lái được ngăn cách riêng biệt. Tuy nhiên, nếu khách hàng cần một không gian rộng để chứa hành lý, đây có lẽ không phải là một chiếc xe phù hợp vì cốp khá nhỏ do có thêm cửa sau bọc thép. Chiếc cabin trông giống như một cái hầm bất khả xâm phạm. Chưa tính tiền mua xe, chỉ riêng phần nâng cấp này đã ngót nghét của chủ xe ít nhất là 2 tỷ đồng. Một, Incas Zenji Civian. Sử dụng khung gầm của mẫu xe bán tải đỉnh đám nhất thế giới Ford F550, toàn thân bọc thép, kiểu dáng giống xe quân sự, Incas Zenji Civian thực sự là một pháo đài di động. Mọi chi tiết ngoại thất được thiết kế với một tiêu chí duy nhất là bảo vệ. Kết quả là chiếc xe khả năng chống đạn cấp độ BA6 và kính chống đạn nhiều lớp. Bản lề cửa được gia cố và thậm chí có cả bảo vệ cho bộ biên và ECU. Trong trường hợp bị đột kích bất ngờ, lớp rain flash được nâng cấp giúp xe chống đạn và cho phép di chuyển trong trường hợp hết hơi. Ngoài ra, xe còn có những tính năng tùy chọn khác, bao gồm hệ thống thông tin giải trí cao cấp dành cho khoang cabin khổng lồ, camera 360 độ, một bộ lọc không khí tiên tiến, sử dụng trong trường hợp kẻ thù có vũ khí sinh học. Thậm chí nó còn được nâng cấp lên phiên bản chống zombie với những phần cản phá mọi cuộc tấn công xung quanh xe. Với những khách hàng muốn di chuyển trên loại xe kiên cố, bất khả xâm phạm vốn chỉ dành cho lực lượng đặc nhiệm như SWAT, thì Incas Zenji Civian là câu trả lời hoàn hảo. Bạn nghĩ sao về những mẫu SUV bọc thép thượng hạng này? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!